Quay clip mới cho anh em coi nha. Số 1 cỏ bông cơm rồi, ghế rồi, bông bông rồng, bông đẹp đen ghế rồi nha, đen ghế rồi nha, đen bông ít. Số mấy che cái số luôn rồi. Số 7 bông ít ghế rồi, bông thì dừa, bông thì dừa chứ ngon. Cặp số 11 nha, bông rồng, bông rồng 12, bông đen trắng ghế ù rồi, bông lên cờm ghế ù rồi, bông đang ra, đang ra được nửa cờm, đen ghế ù rồi, đen ngon, bông ghế ù rồi, đen ghế rồi, bông đẹp, hai con bông đẹp đều, bông này đều trắng hết nha. À, bông này đẹp tuyệt vời luôn á. Đó, hai con đều ướt trắng tinh, không lem luôn. Đó, đó. Bông đang gãy lá gai, hoa đỏ gãy u rồi, bông đỏ đẹp quá, bông đen gãy rồi, bông 26 đang bông gãy u rồi, đang ra nửa cờm, đang ra nửa cờm, bông đang ra cờm luôn, ra cờm gãy rồi, đen đang ra nửa cờm, trắng có điểm gãy u rồi, trắng gãy u rồi, trắng mất vàng gãy u rồi, trắng này gãy u rồi luôn, trắng này thì tơi chút. Bông rồng gãy u rồi, bông gãy u rồi luôn, bông rồng gãy u rồi, mấy con lên lồng mà mấy con trống không nha. Xám cườm đen gãy rồi, bông xám cườm đen nha, này đẹp quá, đen 57, hôm nay 75 đen. Đây là số chim lên lồng chằn là mới tập bên thôi nha, con này thì già này gáy gầu gọi nha, xám cầm đen ôm mặt đẹp như mơ không. Rồi qua đây quay cho anh em coi tiếp. Rồi chim lớn nè, xám cầm đen, à xám cầm đen nha, bông ít nha, đang đẻ ấp hai con, bông bông luôn, đỏ đỏ cầm đen, bông đang đẻ ấp, đỏ đỏ luôn, bông đỏ cũng bông luôn, đang đẻ ấp, bông ít này, bông đẹp, bông này đẹp lắm, quay cứ quay cho con với mấy má. Đó. Đó. Đó, hai con ít không, sân chân bông này, con bông đỏ với con bông đen đang đẻ ấp ha, bông đỏ với con bông đen đang ấp, 20 bông đẹp, 27 bông đẹp luôn nè ha, bông rồng 218, đây là bông rồng 219, đây cũng bông rồng luôn, 220 bông gì vừa,
Văn Rồng. Hai ba số 2 đang ghép con Văn Rồng với con Bông Rồng đang ghép trứng. Con Rồng ghép với cái con Bông Đỏ, ngoài xám cơm đen. 2-1 hôm nay cặp Bông Rồng lấy rồi nha. 2-3-2 đây là Rồng Đỏ. 2-3-1 Bông. 2-3-0 Bông luôn. Bông Dừa. 2-2-9 2-2-8 còn con bông đẹp, con bông dừa. Bông dừa dừa. 2-2-6 bông dừa dừa. 2-2-5 Bông Rồng. Bông Rồng nha. 2-2-5 Bông Rồng rất đẹp luôn. Dớt chất rồi kìa. Đó thấy không? Đó. Có trứng rồi. Rồi với anh em. Anh em coi tổng thể, ai mua ai coi clip thì nhớ giùm mình ha. Mua chim thì chuyển tiền mình mới gửi chim nha. Mình lúc nào mình cũng nói câu này cuối clip hết chứ. Anh em nào sợ gạt á thì đừng có điện thoại. Nó mất thời gian đôi bên. Nó chạy thì chim tôi cỡ này. Chim tôi quay là tất cả cặp nào anh em hỏi, cần chỉ cần nói nói số thôi, tôi báo giá. Chứ phải quay lên chơi. Không phải quay lên phe. Anh em cứ có số đàng hoàng, anh em cứ có gì anh em cứ hỏi số tôi báo giá. Còn mua thì phải chuyển tiền tôi mới gửi chim ha. Nhà cửa gì không đi gạt anh em đâu. 200 ngàn phải chịu bạc làm gì ha. Rồi xin chào anh em.